Tiêu Chiến tiếp tục khuấy đảo bảng xếp hạng với 3 vai diễn. Một trong những đỉnh lưu được quan tâm thời gian gần đây không thể bỏ qua Tiêu Chiến. Anh chàng thậm chí có cả 3 phim lên sóng liên tục. Mặc dù đang lên sóng phim mới sau phim cũ của anh chàng, vẫn giúp Tiêu Chiến đạt thành tích. Cụ thể, B-Linkage mới đây đã công bố top 20 những nhân vật phim truyền hình có chỉ số truyền thông cao nhất năm 2023. Đến ngày 6 tháng 9, trong đó có tới 12 nhân vật có chỉ số phá 9.15. Bảng xếp hạng này cũng có sự góp mặt của nhiều vai diễn quen thuộc đã và đang khuấy đảo màn ảnh nhỏ hoa ngữ như Tiểu Yêu, Dương Tử phim Trừ Tương Tư, Nhậm An Lạc, Địch Lệ Nhiệt Ba phim An Lạc Truyện, Tống Diệm, Dương Dương phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, v.v. Đặc biệt nhất là không ai khác chính là Tiêu Chiến với 3 nhân vật được lọt vào top 5 bảng xếp hạng. Mặc dù Ngọc Cúc Dao bị chê vì phi logic, tình tiết không mới mẻ và tạo hình nhân vật không có khí chất, song Tiêu Chiến vẫn chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng. Theo đó, nhân vật Thời Ảnh do anh đảm nhận đạt chỉ số 9.35%. Ngoài ra, hai vai diễn khác của nam diễn viên là Tiêu Xuân Sinh trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy đạt 9.34 và Thịnh Dương trong Nắng Gắt Bên Tôi đạt 9.29. Lần lượt chiếm vị trí thứ 3 và thứ 6 trong bảng xếp hạng. Như vậy, Tiêu Chiến chính là diễn viên duy nhất có tới 3 nhân vật gây ảnh hưởng lớn trên màn ảnh nhỏ hoa ngữ trong năm 2023 luôn rồi. Hiện tại thì Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến đang khiến cho người xem đứng ngồi không yên vì quá chân thật và cảm xúc. Có thể dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ trong lối diễn xuất của Tiêu Chiến sau thành công của nhiều tác phẩm trước đó. Bạn có xem bộ phim gần đây của Tiêu Chiến hay chưa? Và có cảm nhận như thế nào về vai diễn này? Hãy chia sẻ quan điểm để chúng tôi cùng được biết với nhé!